Quang Vinh và chào mừng anh chị em đến với chương trình học Kinh Thánh buổi nhóm giữa tuần của VBC Houston. Thật là phước hạnh để chúng ta có mặt ở trong thời giờ này buổi tối hôm nay, ở trong ơn của Chúa, để chúng ta ngợi khen thờ phượng Chúa và để chúng ta cùng nhau học hỏi lời của Chúa, tiếp tục được trang bị, trở nên những khí cụ hữu dụng ở trong tay của Chúa. Nhất là chúng ta chuẩn bị trong ngày Chúa, ngày thi thố quyền năng của Ngài, để chúng ta có một chỗ ở trong vị trí mà Chúa Ngài định cho chúng ta, và chúng ta có thể được Chúa Ngài ban ơn và sử dụng chúng ta một cách lớn lao trong đội quân rất lớn của Chúa mà Ngài dấy lên trong những ngày cuối rốt này. Cảm ơn Chúa vì thời giờ chúng ta có để chúng ta học hỏi lời của Chúa. Trước khi chúng ta bước vào trong buổi nhóm buổi tối hôm nay, thì chúng ta đến với Chúa ở trong sự cầu nguyện. Xin Chúa Ngài ban phước ở trên thời giờ nhóm lại của chúng ta ở trong ơn của Chúa, và chúng ta với lòng tin cầu nguyện xin Chúa Ngài cho chúng ta trải nghiệm được điều mà lời của Chúa trong Thi Thiên 110 câu số 3 mà chúng ta đã suy nghĩ suốt ở trong những ngày qua, đó là trong ngày Chúa biểu dương sức mạnh, con dân Ngài sẽ tình nguyện hiến thân, những chàng trai mặc trang phục thánh đi theo Ngài lấp lánh như những giọt sương từ lòng rạng đông. Chúng ta cầu nguyện để Chúa cho chúng ta có một chỗ ở trong ngày mà Chúa biểu dương quyền năng của Ngài, để chúng ta có thể được Chúa Ngài sử dụng chúng ta trong ơn của Chúa. Cha kính yêu, chúng con cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Ngài ban cho chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài vì có một ngày gọi là ngày Chúa Ngài biểu dương quyền năng của Ngài. Và chúng con tình nguyện đến dâng hiến đời sống của chúng con ở trong tay của Ngài như là một của lễ thánh, như là một sự tận hiến cuộc đời của chúng con, và cầu nguyện xin Chúa Ngài ban phước và sử dụng chúng con một cách lớn lao ở trong ơn của Ngài. Vì là Chúa, chúng con nhận biết nhu cầu chung quanh của chúng con thật lớn ở trong những ngày này, và chúng con tin rằng Chúa Ngài bày tỏ quyền năng của Ngài để đáp ứng những nhu cầu, và là Chúa để chúng con có thể được Chúa Ngài sử dụng, và chúng con mang lại mùa thu hoạch lớn lao, mùa thu hoạch cuối cùng trước ngày được Chúa Jesus Christ tái lòng. Xin ban phước trên chúng con trong thời gian buổi tối hôm nay, trong lúc chúng con ngợi khen Ngài, trong lúc chúng con học hỏi lời của Chúa. Chúa vui nhận và ban phước trên chúng con. Chúa sức giàu trên chúng con để chúng con học hiểu được thẩm quyền mà Chúa Ngài ban cho trong đời sống của chúng con, để chúng con sử dụng và bước đi ở trong ơn của Chúa, thực thi chân lý của Chúa, và chúng con có thể điều khiển hoàn cảnh của chúng con dựa theo thẩm quyền mà Chúa Ngài đã ban cho. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con phó dâng thì giờ còn lại trong ơn của Chúa, và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta tiếp tục đứng ngợi khen Chúa của chúng ta. Ngài đáng nhận tất cả những sự ngợi khen và thật. You are love.
của Ngài. Ngài đã thực hiện chương trình cứu rỗi của Chúa. Để bởi ơn của Ngài chúng ta có thể kinh nghiệm được sự sống phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Và luôn cả những người chưa biết Chúa nữa, Chúa đã định để người ta được chữa lành, được giải cứu ở trong ơn của Chúa. Thật là một Đức Chúa Trời đầy tình yêu thương mà chúng ta phục vụ. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho chúng ta trong những ngày qua, ở trong sinh hoạt của buổi nhóm giữa tuần của chúng ta. Thì tối thứ tư là tối mà chúng ta dâng lên Chúa những lời cảm tạ về những điều mà Chúa Ngài đã làm, và chúng ta kinh nghiệm được Chúa trong đời sống của chúng ta. Để anh chị em tiếp tục đánh những lời làm chứng của mình, để chúng ta cùng nhau chia sẻ việc Chúa làm, để chúng ta khích lệ nhau trong bước đường đi theo Chúa. Buổi tối hôm nay chúng tôi xin một lần nữa hoan nghênh và chào mừng anh chị em đến với chủ đề khai phóng quyền năng. Và chúng ta đang học lời của Chúa để chúng ta biết có những khí cụ quyền năng mà Chúa Ngài ban cho để chúng ta khai phóng ra. Chúng ta đã cùng học với nhau thế nào chúng ta có thể từ nơi những gì Chúa Ngài đông đầy trong đời sống của chúng ta, chúng ta có thể ban cho ở trong ý niệm như sứ đồ Phi-rơ đã quyết tâm, đó là những gì tôi có tôi cho anh. Tôi xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta sẽ được lời của Chúa trang bị cho chúng ta, sự sức dầu của Chúa đổ đầy ở trên chúng ta một cách tươi mới, để chúng ta có thể phục vụ trong ơn của Chúa. Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề khai phóng quyền năng ở trong một đề tài mà chúng tôi tin rằng rất là quan trọng, để chúng ta có thể thấy được sự đáp lời cầu nguyện, cũng như những điều mà chúng ta cái ơn Chúa, chúng ta thực thi chân lý của Chúa thì việc nó sẽ xảy ra theo đúng như lời của Chúa đã chép. Đây là chìa khóa để giúp cho chúng ta vận hành trong quyền năng ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Đây cũng là điều khiến cho một lời cầu nguyện quyền năng hơn một lời cầu nguyện khác. Bởi vì lời cầu nguyện ở trong điều mà chúng ta học ở trong buổi tối hôm nay sẽ đem lại một cái sức mạnh rất là lớn và quyền năng rất lớn cho một lời cầu nguyện mà người cầu xin biết được vị trí của mình ở trong Chúa. Làm sao để Phi-rơ có thể có sự tinh quyết như trong công vụ chương 3, để có thể nắm tay người bại từ thuở sanh ra, thì việc lời của Chúa nói rằng tức thì bàn chân và mắt cá của người trở nên cứng vững, người liền nhảy đứng lên và bước đi cùng hai người vào trong đền thờ, vừa đi vừa nhảy vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. Câu trả lời cho các câu hỏi trên đó là thẩm quyền thuộc linh. Thẩm quyền thuộc linh hay là uy quyền thuộc linh, chúng ta biết rằng đây là một cái cụm từ được sử dụng rất nhiều, nhưng hiểu biết một cách rõ ràng thì lại quá ít. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa trong sự soi sáng của Đức Thánh Linh mà chúng ta cùng nhau học hỏi, và xin Chúa Ngài cho chúng ta có thể nắm bắt được, hầu cho chúng ta sẽ trở nên người đầy quyền năng của Chúa, vì chúng ta biết thẩm quyền mà Chúa Ngài đã ban cho chúng ta. Kết quả khác biệt giữa người có sự hiểu biết và không có sự hiểu biết về thẩm quyền thuộc linh thì chúng ta biết rằng rất là lớn lao. Nhưng vì tất cả chúng ta đều muốn khai phóng quyền năng của Chúa, chúng ta muốn thực hiện công việc của Chúa mà Chúa Ngài bảo chúng ta có thể làm ở trong quyền năng lớn lao, ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Nên việc hiểu biết về thẩm quyền thuộc linh là điều rất là cần thiết để chúng ta có thể áp dụng ở trong đời sống của chúng ta. Điều thứ nhất mà chúng ta cùng học ở trong buổi tối hôm nay đó là uy quyền thuộc linh không phải là. Bởi vì có một số những ngộ nhận và chúng ta thấy rằng là cần phải được chỉnh sửa hay là hoàn chỉnh ở tại đây. Uy quyền thuộc linh không phải là chúng ta la hét trong danh Đức Chúa Giê-xu. Chúng ta la hét như vậy thì không khiến cho quỷ nó sợ đâu chị em, bởi vì không phải là âm lượng của chúng ta, nhưng mà là thẩm quyền mà Chúa Ngài ban cho chúng ta. Ngược lại, khi một người bước đi ở trong thẩm quyền thuộc linh thì chúng ta thấy rằng sẽ khiến cho công việc của ma quỷ bị tiêu diệt. Cho nên chúng ta cần có uy quyền thật ở trong Chúa là như vậy. Đức Chúa Giê-xu lấy làm lạ và khen một người, đức tin của một người, và Ngài bảo rằng người này có chứ đức tin lớn mà chưa hề thấy ở trong Israel.
Rang là một cái lời khen từ nơi Chúa Giêsu, chúng ta thấy rằng rất là đáng kể. Và xin Chúa ngài giúp đỡ để chúng ta có thể nắm bắt được ở trong đời sống của chúng ta, để chúng ta cũng sẽ có một loại đức tin này. Đó là thầy đội trong quân đội La Mã đã đến với Đức Chúa Giêsu, xin ngài chữa lành cho đầy tớ của mình. Và ông biết rằng không cần Đức Chúa Giêsu phải làm phiền đến nhà của ông để gặp người bệnh, nên ông đã nói với Đức Chúa Giêsu ở trong Ma-thi-ơ chương 8 câu 8, thầy đội thưa rằng: là Chúa, tôi chẳng đáng rước Chúa vào nhà, xin Chúa chỉ phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Ông nói rằng ông không xứng đáng để tiếp rước Chúa vào nhà, vì ông là người La Mã, và ông biết rằng ông cũng không xứng đáng để tiếp đón Chúa vào trong nhà của mình. Cho nên ông đã xin Chúa một điều, đó là xin Chúa chỉ phán một lời thì cũng đủ cho đầy tớ của ông được lành. Thì ông có một cái sự xác quyết tại đây, thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Điều thứ nhì mà chúng ta cùng suy nghĩ ở tại đây, đó là người ở dưới uy quyền. Thế nhưng chưa thấy uy quyền của Đức Giê-xu được ủy thác. Bởi vì chúng ta cần nắm bắt được và thấy được, cũng như con người cũng chưa biết để nhận biết uy quyền mà họ đã có chỉ vì họ đã được sanh ra làm người ở trên đất này. Về Sáng Thế Ký chương 1 câu 26 đến 28, khi Đức Chúa Trời ngài chuẩn bị để dựng nên loài người chúng ta, thì Chúa ngài có một kế hoạch và ngài có một nguyên tắc rất là quan trọng đã được nói đến ở trong hai câu kinh thánh này. Xin chúng ta cùng lắng nghe để chúng ta cùng thấy được điều mà Chúa ngài đã ban cho con người của chúng ta. Đức Chúa Trời phán rằng: chúng ta hãy làm nên loài người theo hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình ngài, ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời, ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: hãy sanh sản thêm nhiều và làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Anh chị em, có ba chữ hãy từ đây mà chúng ta thấy rằng đây là lệnh truyền của Chúa cho loài người của chúng ta. Đó là hãy sanh sản thêm nhiều và làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng, và thứ ba đó là hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Như vậy chúng ta thấy loài người đã được dựng nên theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời để được thông công với ngài. Loài người được dựng nên là cao nhất ở trong mọi loài. Đây là tạo vật mà chúng ta thấy Chúa ngài dựng nên giống như ngài, ngài dựng nên theo ảnh tượng của ngài. Con người có uy quyền lớn hơn mà sự mà chúng ta biết. Và đây là điều mà chúng ta cần được nhắc nhở, nhất là con cái của Chúa. Vì Chúa ngài đã định cho loài người của chúng ta, Chúa ngài dựng nên theo hình của Đức Chúa Trời, theo tượng của ngài, đặng quản trị mọi loài ở trên mặt đất này, gồm có cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp ở cả trái đất. Như vậy ở đây chúng ta thấy là con người được dựng nên cho ảnh tượng của Chúa. Chúa lại cho con người của chúng ta một cái thẩm quyền rất là lớn, đó là thẩm quyền của sự cai trị. Loài người có uy quyền lớn hơn là chúng ta biết, anh chị em. Và chúng ta biết rằng khi Adam và Eva phạm tội, họ đã phạm luật của Chúa. Và khi Adam phục theo Satan là kẻ đã cám dỗ, thì chúng ta thấy rằng ông đã đánh mất cái uy quyền. Từ đó con người chúng ta mất đi cái thẩm quyền thuộc linh này, cho đến khi Đức Giê-xu đến như một con người, và ngài đã đánh bại Satan như một con người, để ngài có thể lấy lại chìa khóa của uy quyền và trao trong tay của hội thánh của Chúa. Ở đây là một trong những chìa khóa hết sức là quan trọng để chúng ta có thể bước đi trong quyền năng của Chúa, để chúng ta biết cái điều mình có, để chúng ta có thể sẵn sàng cho ra khai phóng quyền năng của Chúa để giúp đỡ cho những người lân cận của chúng ta. Chúng ta bắt đầu ở trong Ma-thi-ơ chương 8 từ câu 5 cho đến câu số 10 để làm nền tảng hướng dẫn chúng ta đi vào thẩm quyền thuộc linh mà chúng ta đã được Chúa ban cho chúng ta.
Matthew chương 8 từ câu 5 cho đến câu số 10 lời của Chúa chép. Khi Đức Giêsu vào thành Capernaum, có một thầy đội đến cùng Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, đầy tớ tôi mắc bệnh bại, nằm liệt ở nhà tôi đào đơn lòng. Đức Giêsu phán rằng: Ta sẽ đến chữa cho nó được lành. Thầy đội thưa rằng: Lạy Chúa, tôi chẳng đáng rước Chúa vào nhà, xin Chúa chỉ phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Vì tôi ở dưới quyền của người khác, tôi cũng có quân lính ở dưới quyền của tôi nữa. Tôi biểu tin này rằng hãy đi thì nó đi, biểu tin kia rằng hãy đến thì nó đến, và dạy đầy tớ tôi rằng hãy làm việc này thì nó làm. Đức Chúa Giêsu nghe lời đó rồi lấy lòng lạ mà phán cùng những kẻ đi theo rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta chưa hề thấy ai trong dân Israel có đức tin lớn như này. Ô thật là tuyệt vời để chúng ta khám phá ra được điều mà thầy đội này đã nắm bắt được, và ông đã tuyên bố thành lời, khiến cho Đức Giêsu Ngài phải đi đến kết luận đây là một người có đức tin lớn, mà Chúa ở tại đây, Chúa Ngài lấy lòng lạ về cái đức tin này. Ô thật là tuyệt vời phải không chị em? Tôi xin Chúa cho để chúng ta cũng sẽ có cùng một đức tin như thầy đội này, để chúng ta không phải chỉ lấy làm cho Chúa lấy lòng lạ mà làm cho Chúa vui, là bởi vì chúng ta đã nắm bắt được cái lẽ thật hết sức là quan trọng này. Chúng ta nhớ thầy đội là một người ngoại quốc, ông không phải là người của giáo ước với Chúa, ông là người ngoại, không có quyền pháp lý để đến với Đức Chúa Giêsu. Thầy đội không được ở trong giáo ước, nhưng mà Đức Chúa Giêsu phán lập tức: Ta sẽ đến chữa cho đầy tớ của người được lành. Một sự sẵn lòng của Chúa trong việc chữa lành. Ở đây tôi xin mở ngoặc để nhắc anh chị em, nếu chúng ta thắc mắc, nghi ngờ, hay là chúng ta bị dạy rằng Chúa là một Đức Chúa Trời không còn chữa lành, không làm phép lạ, anh chị em, đó không phải là Đức Chúa Trời của Kinh Thánh. Không phải Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta ở trong Đức Chúa Giêsu. Ở tại đây chúng ta thấy tấm lòng của Chúa rất là sẵn lòng. Khi thầy đội đến xin như vậy thì Chúa Giêsu Ngài trả lời ngay tức khắc, nói rằng: Ta sẽ đi đến, ta sẽ đi để cho đầy tớ của người được lành. Ở đây là tấm lòng của Chúa. Và chúng ta để ý thầy đội ở tại đây đã thưa lại với Chúa Giêsu rằng không cần phải vào nhà của ông. Ở trong thời đó Đức Chúa Giêsu không thể có những cái phương tiện là di chuyển với một tốc độ nhanh. Như vậy chúng ta thấy tại đây là Chúa Giêsu phải đi bộ hay là cưỡi lừa để đi đến nhà của thầy đội này, cho thấy Chúa Giêsu Ngài sẵn lòng và Ngài hướng về cái người đang có nhu cầu cần được chữa lành. Thật là tuyệt vời. Nhưng thầy đội ông đã nắm bắt được một vấn đề, và ông biết rằng cái khoảng cách của địa lý từ chỗ ông gặp Chúa và đến nhà của ông thì nó không hề hấn gì đối với Chúa quyền năng của chúng ta. Thì ông đã biết được một nguyên tắc rất là quan trọng. Ông nói rằng: Tôi chẳng đáng rước Chúa vào nhà, xin chỉ phán một lời thì đầy tớ của tôi sẽ được lành. Và chúng ta để ý đến điều ông nói như đây: Vì tôi là người ở dưới uy quyền, tôi hiểu uy quyền hành động như thế nào. Có nghĩa là khi cấp trên bảo tôi làm gì thì tôi phải làm ngay. Và tôi cũng có lính ở dưới quyền của tôi, khi tôi bảo nó hãy đi thì nó đi, bảo nó đến thì nó đến, và họ phải vâng lời. Bây giờ xin Chúa chỉ phán một lời thì đầy tớ của tôi sẽ được lành. Ở trên đây là điều mà cho thấy đức tin ở trong mức độ cao nhất. Đức tin nơi Chúa Giêsu là đấng có quyền trên tất cả mọi điều mà ông phải đối diện. Tôi đặt câu hỏi với Chúa là tại sao thầy đội có thứ đức tin đó khi mà ông không phải là người của giáo ước. Thì tôi thấy như Chúa Ngài trả lời, ông là người của quân đội, là người hiểu biết uy quyền, bởi đó ông ở dưới quyền của cấp trên.
Mà nếu con dạy dỗ con cái của ta hiểu biết về uy quyền như người này đã hiểu nguyên tắc của uy quyền, thì họ sẽ thực thi ở trong cùng một loại đức tin. Và đây là một sự mặc khải từ nơi Chúa rất là tuyệt vời. Và tôi tin, cho nên tôi đã quyết tâm để giúp đỡ cho con cái của Chúa hiểu và có thể thực thi ở trong cùng một loại đức tin này. Khi một khi chúng ta hiểu được uy quyền như Kinh Thánh đã bày tỏ, thì chúng ta sẽ bước lên một đẳng cấp cao hơn của đức tin. Và lúc bây giờ chúng ta tin không còn chỉ là một cái đức tin mù quáng, đức tin không có một cái nền tảng vững chắc. Nhưng mà khi chúng ta tin như nguyên tắc mà thầy đội này đã nắm bắt được, đức tin trên thẩm quyền của Đức Chúa Giêsu, Ngài có quyền ở trên bệnh tật, Ngài có quyền ở trên cái sự khó khăn mà người đầy tớ của ông đang đối diện, cho nên ông bày tỏ cái đức tin đó nơi Chúa, rằng Chúa là người có thẩm quyền ở trên những điều đó, ở trên bệnh tật của người đầy tớ. Thì Chúa không cần phải nhọc nhằn đi đến tận nhà của ông, Chúa chỉ cần đứng từ xa và Chúa chỉ phán một lời như là thẩm quyền của một người ở trong quân đội có một cái cấp bậc cao truyền lệnh xuống, thì tất cả quân lính đều phải thực hiện điều lệnh mà người chỉ huy đã ra lệnh. Ở đây chúng ta thấy thầy đội đã hiểu được nguyên tắc này, và ông đã đặt cái đức tin của ông vào Chúa Giêsu và tin rằng Ngài có quyền trên tất cả những nan đề mà đệ tớ của ông đang đối diện. Và xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta cũng có cùng đức tin đó, để chúng ta tin rằng Chúa Ngài có quyền trên tất cả mọi sự. Trở lại với sinh hoạt của BBC Houston, có một bước ngoặt ở trong việc chúng tôi học hiểu lời của Chúa, đó là chúng tôi lúc bây giờ cùng với Hội Thánh theo học một cái môn học về cuộc đời của Chúa Cứu Thế. Và trong cái loạt bài đó có một cái sự khích lệ, đó là các học viên thì tìm cách để thực hành soạn những cái bài học Kinh Thánh để có thể hướng dẫn lại cho người khác. Và chúng tôi thấy có một sự hướng dẫn từ nơi Chúa, đó là khuyến khích tất cả các học viên chúng ta về và chúng ta tìm hiểu 35 phép lạ mà Chúa Giêsu Ngài đã làm, mà bốn sách Kinh Thánh đã ghi lại cho chúng ta. Mỗi phép lạ như vậy chúng ta chuẩn bị để có thể đặt những câu hỏi quan sát, những câu hỏi giải thích và những câu hỏi áp dụng để chúng ta có thể trình bày và hướng dẫn bài học cho lớp học Kinh Thánh của mình. Và tại nơi Chúa, khi các anh em học và viết những cái bài học, soạn những bài học, thì chúng tôi chấm và chỉnh sửa để giúp cho anh chị em gọt chúa bài học của mình cho thật là sắc bén, gãy gọn, để có thể hướng dẫn một cái tốt đẹp. Thì có một cái phước hạnh đã xảy ra và làm cho chúng tôi thật là được phước của Chúa, đó là trong lúc nghiên cứu 35 phép lạ Chúa Ngài đã làm, thì chúng tôi dần cảm thấy là các phép lạ cho thấy Chúa Giêsu Ngài có quyền ở trên thiên nhiên. Các phép lạ cho thấy Chúa Giêsu Ngài có quyền ở trên bệnh tật. Các phép lạ cho thấy Chúa Giêsu Ngài có quyền ở trên các quỷ dữ. Các phép lạ cho thấy Chúa Giêsu Ngài có quyền trên tất cả những quyền hành ở trên thế gian này. Và quyền tối hậu của Ngài, Ngài có quyền ở trên sự chết. Đây là một sự khám phá thật là tuyệt vời. Từ đó nó khiến cho đức tin của chúng tôi nơi Chúa, cho sự chữa lành, cho sự giải cứu, cho phép lạ, nó trở nên mạnh mẽ và vững chắc. Vì như nguyên tắc mà thầy đội ở tại đây đã nắm bắt được, khi ông đến với Chúa Giêsu, ông nhận biết rằng Chúa Ngài có quyền ở trên bệnh tật.
như là người cấp trên của ông có quyền ở trên ông và ông có quyền ở trên người lính ở dưới ông. Ông nói rằng hãy đi thì nó đi và biểu cái đứa kia đến thì nó phải đến. Có một sự vâng lời tuyệt đối. Thì ông đã chuyển cái nguyên tắc của thẩm quyền ở trong quân đội của ông vào ở trong đức tin nơi Chúa Giêsu cho những điều mà đầy tớ của ông cần. Vì điều đó đã đem lại một cái sự vui và lãnh lên làm lạ của Chúa Giêsu. Bởi vì Ngài nhìn thấy một người ngoại quốc, một người chưa ở trong giao ước với Đức Chúa Trời, lại có thể nắm bắt được một nguyên tắc hết sức là quan trọng mà Chúa Ngài đã định từ buổi sáng thế. Và đây là điều mà chúng tôi ước mơ Chúa Ngài cho để tất cả chúng ta đều sẽ nắm được. Hồi Chúa kể từ ngày hôm nay thì cách chúng ta cầu nguyện cũng như cách chúng ta thực thi chân lý của Chúa thì chúng ta không còn làm một cách gọi là kết quả một cách thiếu trọn vẹn, nhưng mà chúng ta sẽ mạnh mẽ và chúng ta sẽ thấy kết quả đến một cách lớn lao ở trong những ngày sắp đến. Cảm ơn Chúa vì khi lẽ thật này đến với chúng ta và chúng ta nắm bắt được thì chúng ta sẽ có một cái sự thay đổi lớn trong bước đường đi theo Chúa và cách hầu việc Chúa chúng ta. Đôi khi chúng ta hiểu uy quyền như Kinh Thánh đã bày tỏ thì chúng ta sẽ kết quả càng hơn ở trong đời sống đi theo Chúa và đức tin của chúng ta. Để chúng ta có thể sử dụng thẩm quyền thuộc linh và chúng ta kinh nghiệm lời của Chúa cao hơn. Lời của Chúa sẽ giải phóng chúng ta khỏi những cái hoàn cảnh ở trong cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta cũng có thể sử dụng để thẩm quyền Chúa Ngài ban cho bằng cách chúng ta công bố lời của Chúa để chống lại với những hoàn cảnh. Những hoàn cảnh sẽ vâng theo lời của Chúa. Và lời của Chúa là tối cao. Sự hiểu biết lẽ thật này sẽ giải phóng chúng ta để chúng ta kinh nghiệm được sự tự do ở trong đời sống của chúng ta như vậy. Chúng ta suy nghĩ, thực thi thẩm quyền ở trên hoàn cảnh. Có hai người bạn thân gặp nhau, người này hỏi bạn của mình, anh khỏe không? Người kia trả lời, tôi đang bị hoàn cảnh đè bẹp. Người bạn hỏi anh ta, anh làm gì ở dưới mà để cho hoàn cảnh nó đè bẹp anh như vậy? Anh chị em, cuộc đối thoại này cho chúng ta thấy một cái lẽ thật rất là quan trọng. Chúng ta là những người có thẩm quyền mà Chúa Ngài ban cho. Khi chúng ta sinh ra làm người, Chúa Ngài đã ban cho chúng ta thẩm quyền để chúng ta cai trị trên mọi loài. Cũng như Thi Thiên thứ 8 để cho chúng ta thấy Chúa Ngài dựng nên chúng ta thấp hơn Chúa Trời một chút. Và Ngài lấy sự vinh hiển sang trọng mà Ngài làm bảo triều để đổi cho chúng ta. Và chúng ta cũng thấy lẽ thật mà Chúa Giêsu Ngài đã báo cho hội thánh, cho các môn đồ của Chúa, các sứ đồ. Ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ không thể nào thắng được hội đó. Có một sự đắc thắng, có một thẩm quyền mà Chúa Ngài ban cho hội thánh của Ngài. Rồi Ngài truyền lệnh cho từ Ma-thi-ơ chương 10 câu số 1 đến Mác chương 16. Chúng ta thấy Chúa Ngài truyền lệnh cho các môn đồ của Chúa đi ra giảng tin lành về nước trời, chữa lành những kẻ đau ốm, trị quỷ, khiến kẻ phun được sạch và khiến sống kẻ chết. Chúa Ngài đã ban cho chúng ta thẩm quyền trên những điều đó. Vấn đề của chúng ta tại đây là kiện toàn đức tin của chúng ta và bước đi theo như ý định mà Chúa Ngài đã định. Phải, tôi đồng ý và nhận biết rằng đây không phải là điều mà hội thánh của Chúa đang giảng dạy. Ngày hôm nay người ta đang giảm cái giá trị cũng như cái lòng mong đợi nơi lời của Chúa và con người của chúng ta theo như những kinh nghiệm thất bại ở trong đời sống của mình, trong sự cầu nguyện, ở trong những công việc hầu việc Chúa. Người ta đã đi đến cái chỗ là giảm cái sức mong đợi của một người con Chúa đối với lời của Chúa và những nguyên tắc mà Chúa Ngài đã định.
Nhưng anh chị em, chúng ta tin rằng chúng ta đang ở trong những ngày Chúa biểu dương quyền năng của Ngài. Tôi ước mơ anh chị em chúng ta sẽ tha thiết càng hơn để chúng ta tấn tới ở trong ơn của Chúa. Và đã đến lúc chúng ta bỏ lại những điều sơ học và chúng ta trở nên vị trí của những người trưởng thành. Bởi đức tin, chúng ta có thể thực thi uy quyền ở trên hoàn cảnh. Khi hoàn cảnh nó đi ngược lại với lời của Chúa, thì chúng ta làm những người lấy thẩm quyền cai trị như Chúa Ngài đã định. Và chúng ta truyền lệnh cho hoàn cảnh nó phải đúng theo như lời của Chúa đã định. Khi chúng ta thấy một hôn nhân đáng lý phải hạnh phúc như Chúa Ngài đã định, nhưng nó đang đi ngược lại, hay là nó không đúng theo như lời của Chúa đã định, thì chúng ta có quyền để bước vào và chúng ta thực thi chân lý, để lời của Chúa sẽ quyết định cái tương lai của hôn nhân của chúng ta. Khi chúng ta thấy sức khỏe của chúng ta nó không đúng theo như lời của Chúa đã định, lời của Chúa nói rằng lại như những lần đòn của Ngài mà anh em đã được lành bệnh. Lời của Chúa đã nói Ngài đã gánh thay cho chúng ta những ốm đau và bệnh tật, và lại như những lần đòn của Ngài mà chúng ta được lành bệnh. Đó là lời của Chúa. Và chúng ta khi thấy thân thể của chúng ta, khi thấy thân thể của những người lân cận của chúng ta, những người thân thương của chúng ta, nó không đúng theo như điều mà Chúa đã định, thì chúng ta có thể bước vào và chúng ta thực thi thẩm quyền ở trên hoàn cảnh đó, và bắt nó phải hoàn chỉnh đúng theo như lời của Chúa Ngài đã định. Cảm ơn Chúa. Bởi đức tin, chúng ta quyết định tương lai của chúng ta. Thầy đội công bố thành lời sự hiểu biết về thẩm quyền của mình làm nền tảng cho đức tin rằng Đức Chúa Giê-xu không chỉ có quyền mà còn thừa quyền năng để chữa cho đầy tớ của ông được lòng. Cho nên ông nói rằng, tôi không xứng đáng để rước Chúa vào nhà, xin Chúa chỉ phán một lời thì đầy tớ của tôi sẽ được lành. Một đức tin xác quyết, một đức tin có cơ sở rất là vững chắc. Đó là phước hạnh mà chúng ta thấy được từ nơi lời công bố của ông. Ông mặc nhiên công nhận Chúa Giê-xu là Chúa quyền năng, có quyền năng trên bệnh tật, và Ngài cũng thừa quyền năng để thực hiện, không cần phải nhọc nhằn đến để đặt tay lên hay là phải đến tận nhà. Chúa chỉ đứng từ xa trong thẩm quyền của Ngài, chỉ phán một lời thì đệ tớ của ông chắc chắn sẽ được lành. Chúng ta xem lại Ma-thi-ơ chương 8 câu số 9. Vì tôi ở dưới quyền của người khác, tôi cũng có quân lính ở dưới quyền của tôi nữa. Tôi biểu tin này rằng hãy đi thì nó đi, biểu tin kia rằng hãy đến thì nó đến, và dạy đầy tớ tôi rằng hãy làm việc này thì nó làm. Thầy đội không một chút nghi ngờ rằng những người ở cấp dưới của ông, họ có làm theo lệnh của ông hay không. Ông không cần phải nghi ngờ được đó vì ông hiểu được thẩm quyền. Ông cho chúng ta một nguyên tắc khác nữa rất là quan trọng. Tôi ở dưới quyền của người khác. Điều này có nghĩa là có những người cao cấp hơn ông và họ có thể ra lệnh, ông phải làm theo. Và ông cũng có quân lính ở dưới quyền của ông. Như vậy chúng ta thấy ông bày tỏ rằng ông đang đứng ở giữa. Phía trên của ông có thẩm quyền mà ông phải vâng theo, và phía dưới của ông là những người mà ông có thẩm quyền trên họ, họ phải vâng theo ông. Và khi hiểu được nguyên tắc của thẩm quyền này ở trong quân đội cũng như trong cuộc sống hàng ngày, thì chúng ta sẽ hiểu được tại sao Chúa Ngài lấy làm lạ về đức tin của thầy đội này, để chúng ta cũng sẽ kiện toàn đức tin của chúng ta. Chúng ta tin một cách hết sức là rõ ràng và chắc chắn, đó là Chúa Giê-xu có quyền ở trên bệnh tật. Kinh Thánh đã chứng minh cho chúng ta điều đó. Thì khi chúng ta xin và sự chữa lành của Chúa, thì chúng ta biết chắc một điều rằng sẽ xảy ra. Vì không thể nào lời của Chúa mâu thuẫn với những việc Chúa đã từng làm. Ông nói rằng tôi cũng có quân lính ở dưới quyền của tôi. Ý của ông nói rằng ông và Đức Chúa Giê-xu có điểm giống nhau, đó là có người ở dưới quyền của mình. Ông mặc nhiên công nhận
đó là Chúa Giêsu có quyền ở trên bệnh tật của đầy tớ của ông. Và bệnh tật nó có khả năng để nghe lời Chúa ra lệnh. Cho nên ông nói rằng Chúa chỉ cần phán một lời thì đầy tớ của tôi được lành. Cảm ơn Chúa chỉ cần truyền lệnh. Ý ông nói, ông và Đức Chúa Giêsu có điểm giống nhau, đó là ở dưới một uy quyền. Và chúng ta cũng có thể nói như Đức Chúa Giêsu không phải như những người ngày hôm nay người ta đã nói về Chúa Giêsu hay là giả dỗ về Chúa Giêsu như là một đấng đang làm khó hay là đang bỏ mặc con cái của Chúa, để chúng ta tự đối diện với hoàn cảnh của chúng ta. Mà chị em, Chúa rất quan tâm. Ngài đã lên kế hoạch để ban cho chúng ta sự chữa lành, để phục hồi đời sống của chúng ta và ban chúng ta niềm vui trong Chúa. Cho nên bởi ơn của Ngài, hãy nắm bắt thẩm quyền Chúa Ngài ban cho và bước đi trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Anh chị em có thể nói nhưng Đức Chúa Giêsu không phải là Đức Chúa Trời tối cao sao? Đúng, Ngài là Đức Chúa Trời tối cao. Nhưng khi Ngài đến thế gian, Ngài đã đặt thần tính của Ngài ở trong sự vâng lời Chúa Cha. Ngài không sử dụng thẩm quyền của Ngài là Đức Chúa Trời, thần tánh của Ngài, mà Ngài bước đi như một con người. Lời của Chúa cho chúng ta thấy ở trong thời thơ ấu, Ngài chịu lụy cha mẹ phần xác của mình. Đây là một gương mẫu cho chúng ta. Ở trong thánh vụ, Ngài phán ở trong Phúc Âm Giăng chương 5 câu số 19: Vậy Đức Chúa Giêsu cất tiếng phán cùng họ rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, con chẳng tự mình làm việc gì được, chỉ làm điều chi con thấy cha làm, vì mọi điều cha làm con cũng làm y như vậy. Cảm ơn Chúa. Điều này cho chúng ta thấy một lẽ thật, đó là để có uy quyền, chúng ta phải là người thuận phục uy quyền. Chúng ta nhớ điều đó. Tôi xin mở rộng ở tại đây để chúng ta có thể hiểu rõ. Vì nếu con Đức Chúa Trời đi ở trong sự thuận phục uy quyền thì chúng ta không thể làm ngoại lệ được. Đức Chúa Giêsu bảo với các môn đồ của Ngài trong Ma-thi-ơ chương 28 câu số 18, Đức Chúa Giêsu đến gần phán với môn đồ như vậy: hết cả quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi. Chúa Ngài xác nhận về thẩm quyền của Ngài, tất cả quyền phép trên trời dưới đất đã giao trong tay của Ngài, rồi Ngài sai phái các môn đồ của Chúa ra đi trong sự hiểu biết đó. Biết rằng đấng có quyền ở trên tất cả mọi loài ở trên trời dưới đất này mà sai phái đi, thì chúng ta biết rằng chúng ta được sai phái đi ra trong quyền năng của Chúa là như vậy. Đức Chúa Giêsu đã tự hạ mình xuống và vâng phục Chúa Cha, rồi Ngài có hết thảy quyền phép. Chúng ta nhớ điều này rất là quan trọng. Cho nên câu hỏi mà chúng ta cần đặt ra ở đây, đó là bạn có bằng lòng trả giá không? Những ai ao ước bước đi trong uy quyền thuộc linh phải bằng lòng chấp nhận uy quyền hoạt động như thế nào? Chúng ta có những người mà Chúa Ngài cắt đặt cấp trên của chúng ta, và chúng ta cũng nhận biết có những người ở dưới sự dẫn dắt của chúng ta. Người chúng ta hiểu được như thầy đội đã hiểu, thì đời sống của chúng ta sẽ thấy được thẩm quyền thuộc linh được thể hiện trong chúng ta một cách rõ nét. Thí dụ như khi chúng ta đi làm, chúng ta chịu trách nhiệm phải báo cáo với cấp trên của chúng ta, và chúng ta nhận biết họ là những người có quyền ở trong công ty. Chúng ta làm việc theo lệnh của cấp trên, rồi theo thời gian chúng ta được thăng chức và chúng ta được trao cho thẩm quyền cao hơn. Điều này xảy ra khi chúng ta làm tốt những cái trọng trách được giao phó. Và thật là dại dột nếu chúng ta làm quyền, chúng ta làm quá cái uy quyền của mình đạt được quyền sang, thì chúng ta sẽ bị cấp trên khiển trách và nhiều khi cũng bị cách chức. Nhưng mà một khi chúng ta biết một cách rõ ràng và thuận phục uy quyền của cấp trên, thì cấp dưới cũng sẽ thấy một cách rõ ràng. Chúng ta có thể đòi hỏi sự vâng lời của cấp dưới, nhưng mà chúng ta có vâng phục cấp trên hay không? Ở trong cái hệ thống hàng dọc, ở trong một công ty, ở trong cấp bậc, ở trong công ty,
cũng như ở trong quân đội và trong vương quốc của Đức Chúa Trời cũng đều có những cái thứ bậc này. Đây là điều rất là quan trọng. Nếu tôi muốn bước đi trong thẩm quyền, tôi phải là người chấp nhận thẩm quyền của những người ở trên mà Chúa Ngài đã sắp đặt trên cuộc đời của tôi. Mà quý vị biết, nếu chúng ta không tôn trọng thẩm quyền trên chúng ta, thì nó cũng sẽ có lỗ hổng của pháp lý để nó không vâng lời chúng ta. Cho nên rất là quan trọng để chúng ta nhớ điều đó. Nếu ai thắc mắc về uy quyền của chúng ta, thì chúng ta chỉ cần nhắc đến tên của cấp trên của chúng ta là đủ. Thí dụ, ông đó đã ra lệnh cho tôi xếp đặt công việc này, thường thì chuyện đó là đủ. Trong bệnh viện thuộc linh thì vị trí của chúng ta đang ở đâu? Chúng ta đang ở dưới quyền của ai? Trên nhất, chúng ta ở dưới quyền của Đức Chúa Jesus Christ. Ngài là đấng sai phái chúng ta. Ngài là đấng mà chúng ta đã đáp lại sự kêu gọi của Ngài. Những người mục sư, những người hầu Chúa, anh em hãy nhớ, chúng ta đã đáp lại sự kêu gọi không phải của giáo hội, không phải của hội thánh, mà chúng ta đáp lại sự kêu gọi của chính Đức Chúa Trời. Khi ân thiên triệu, khi Chúa Ngài gọi chúng ta, chúng ta đã đáp ứng lại với sự kêu gọi của Đức Chúa Trời toàn năng. Khi chúng ta nhớ điều này và chúng ta sinh hoạt dựa trên cái lẽ thật đó, sẽ giúp cho chúng ta vững vàng vì chúng ta biết mình phục vụ ai và ai sai phái mình. Người Phi Châu có một cái câu ngạn ngữ của họ là người ta không sợ sứ giả, nhưng người ta sợ người sai cái sứ giả đó đấy. Bởi vì cái người sai phái là cái người có quyền năng và thẩm quyền cao hơn. Cảm ơn Chúa vì Chúa Giê-xu sai phái chúng ta đi vào trong thế gian này. Như Chúa Cha đã sai phái người như thế nào, Ngài cũng sai phái chúng ta như vậy, trong thẩm quyền, trong sự sức giàu, trong quyền năng, để chúng ta có thể thực hiện những công tác mà Chúa Ngài đã giao cho chúng ta. Cho nên chúng ta cần nhớ, chúng ta ở dưới thẩm quyền của Chúa. Chúng ta cũng ở dưới thẩm quyền thuộc linh của những người mà Chúa đã cắt đặt để chăm sóc đời sống thuộc linh của chúng ta. Những người mục sư, những người lãnh đạo giúp đỡ cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải thuần phục và tuân thủ cấp trên, đúng như Đức Chúa Giê-xu là đầu của hội thánh và Ngài là uy quyền tối cao trên chúng ta. Nhưng mình cũng có những cái thứ bậc ở trong uy quyền. Uy quyền thuộc linh của chúng ta sẽ gia tăng khi chúng ta hiểu và vâng phục, và khi chúng ta làm đúng mức uy quyền hiện tại đang được ủy thác. Thì có những cấp bậc uy quyền ở trong gia đình, chúng ta thấy như là con cái đối với cha mẹ, Ephesos chương 6 câu số 1, rồi vợ đối với chồng ở trong Ephesos chương 5 câu số 22, ở giữa những cơ đốc nhân với nhau trong Ephesos chương 5 câu số 21, hãy kính sợ Đấng Christ và vâng phục nhau. Rồi ở trong công việc làm, như Ephesos chương 6 câu số 5, hỡi kẻ làm tôi tớ hãy run sợ, lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác, như vâng phục Đấng Christ. Và Hebrews chương 13 câu số 17, hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình, họ cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho nên. Ở trong sự vâng phục người được Chúa cắt đặt ở trên đời sống của chúng ta, có sự an toàn cặp theo, vì Chúa Ngài đã định như vậy. Cảm ơn Chúa. Ở trong gia đình, Chúa Ngài đặt để người chồng, người chủ gia đình, rồi vợ, rồi con cái. Ở trong công ty chúng ta thấy có chủ, có những người nhân viên. Trong hội thánh của Chúa có người lãnh đạo, có mục sư, có tín đồ trong hội thánh. Và khi chúng ta bước đi ở trong những nguyên tắc của những cái cấp bậc cũng như những thẩm quyền này, thì có một sự an toàn bảo vệ ở trên đời sống của chúng ta. Bởi vì khi Chúa Ngài giao cho một người một thiên chức, ví dụ như thiên chức làm cha, thì Chúa Ngài cũng yểm trợ cái thiên chức đó bằng những quy luật thuộc linh mà Chúa Ngài đã được. Và khi Chúa Ngài bày tỏ và kêu gọi một người đệ tớ của Chúa để hầu việc Chúa, thì Ngài cũng ban ơn
và Ngài cho có những cái thẩm quyền hết sức là đặc biệt để công tác trang bày được Chúa Ngài yểm trợ. Đây là điều rất là tuyệt vời. Khi chúng tôi còn học ở tại trường Kinh Thánh, có một hình ảnh mà chúng tôi lấy làm lạ và ghi nhớ luôn ở trong lòng, đó là ông giáo sư đang dạy chúng tôi về lớp môn giảng dạy tuyên đạo pháp. Thì có một điều mà mỗi ngày thứ hai khi chúng tôi lên lớp thì ông làm chứng lại, ông kể lại những điều ông đã học được từ nơi mục sư của mình. Sau này chúng tôi biết là người mục sư đó cũng là một trong những sinh viên đã từng được ông dạy dỗ. Nhưng mà ông tôn trọng cái quyền làm mục sư của, dù trước đây là học trò của mình, bây giờ được Chúa Ngài cắt đặt. Và khi ông và gia đình đến nhóm lại trong hội thánh đó, thì ông đã hạ mình khiêm nhường đủ để có thể nhận được sự dạy dỗ từ nơi mục sư của mình, mặc dù ông là một giáo sư chuyên dạy về tuyên đạo pháp. Một cái hình ảnh tuyệt vời, ông có thể ở trong cái thái độ của một giáo sư khi ngồi nghe người mục sư đang giảng từng là học trò của mình. Ông có thể lấy giấy ra ghi chép và ông nói rằng giảng cái chỗ này cần phải trau dồi cho tốt hơn, hay là như thế này thế kia, và ông trở nên người ngồi phê bình bài giảng của mục sư của mình. Thì chắc chắn là ông không được phước chút nào khi ông đi nhà thờ và cùng học lời của Chúa trong ngày Chúa. Nhưng không, ông nhận biết một cái ơn đặc biệt và thẩm quyền mà Chúa Ngài ban cho của người chăn bày để chăn dắt tâm linh của ông. Cho nên ông đã thuần phục. Và điều đó cho chúng ta thấy ông là một cái người bước đi trong thẩm quyền rất là lớn. Bởi vì ông phục những người có quyền ở trên mình, thì chắc chắn rằng Chúa Ngài cũng sẽ ban cho ông thẩm quyền mỗi lúc một mạnh mẽ càng hơn. Vì Gia Cơ chương 4 câu số 7 dạy chúng ta hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa nè. Chúng ta nhớ như vậy. Nếu chúng ta là con cái của Chúa mà chúng ta không phục Đức Chúa Trời thì chúng ta đuổi quỷ thì quỷ nó sẽ không đi. Nhưng mà khi chúng ta phục Đức Chúa Trời, chúng ta chống trả lại ma quỷ thì nó sẽ lánh xa chúng ta. Bởi vì nếu chúng ta thi hành uy quyền Thượng Linh nhưng mà không ở trong sự vâng phục thì chúng ta đang làm một công việc rất là nguy hiểm. Anh cho mọi nhớ ở trong công vụ chương 19 từ câu 13 cho đến câu số 16. Bây giờ có mấy thầy trừ quỷ là người Giuđa đi từ nơi này qua chỗ kia, mạo kêu danh Đức Chúa Giêsu trên kẻ bị quỷ ám rằng: ta nhân danh Đức Chúa Giêsu này là đấng mà Phao-lô giảng để truyền khiến chúng bạn. Các kẻ làm việc đó là bảy con trai của Sê-va, tức là một trong bọn thầy tế lễ cả của Giuđa. Song quỷ sứ đáp lại rằng: ta biết Đức Chúa Giêsu và rõ Phao-lô là ai, nhưng các ngươi là kẻ nào? Người bị quỷ sứ ám bèn sấn vào chúng, thắng được hai người trong bọn và hành hại dữ lắm, đến nỗi phải trần truồng và bị thương trốn ra khỏi nhà. Nhiều cơ đốc nhân đang bị thương tích, đang trần truồng nằm ở bên lề đường, bởi vì chúng ta không vâng phục những người mà Chúa đặt để cắt đặt để hướng dẫn chúng ta. Chúng ta không vâng phục Chúa mà chúng ta đuổi quỷ thì chúng ta tự rước lấy cái hậu quả, bởi vì quỷ nó cũng biết những nguyên tắc này. Thẩm quyền của chúng ta được xác nhận ở trên cuộc đời của chúng ta khi chúng ta đặt mình ở dưới thẩm quyền của người cấp trên của mình. Bởi vì nếu chúng ta phá lệ, phá luật thì Satan nó biết và chúng ta không có sức để chúng ta đuổi nó hay là trị nó. Hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lìa xa anh em. Cảm ơn Chúa. Và thứ ba, ở trong thẩm quyền Chúa ban cho để chúng ta có thể khai phóng ra bằng cách là chúng ta là người thực thi chân lý. Uy quyền cả thuộc thể lẫn thuộc linh có một cái sức thu hút. Đa số đều muốn nắm quyền cai trị để có thể điều khiển tình hình. Vì điều đó rất dễ hiểu vì Đức Chúa Trời đã định khi dựng nên chúng ta là chúng ta cai trị. Và đó là điều Chúa Ngài đã đặt ở trong mối của chúng ta. Cho nên chúng ta
cần để ý và áp dụng cho đúng. Chỉ có việc là chúng ta không được cai trị trên những con người khác. Chúng ta hướng dẫn, chúng ta lãnh đạo, mà chúng ta hướng dẫn ở trong thẩm quyền Chúa nhà bàn chọn. Một ví dụ để chúng ta có thể thấy từ đây, khi chúng ta mua nhà riêng, chúng ta được chủ quyền thì chúng ta có thể sơn phết phòng ốc ở trong nhà của chúng ta theo màu nước sơn mà chúng ta thích và chúng ta chọn. Nhưng mà khi chúng ta ở trong chung cư, chúng ta ở nhà chúng ta mướn, thì chúng ta không thể nào làm công việc đó. Nhưng mà khi chúng ta có cái chủ quyền thì chúng ta được tự do để chúng ta chọn cũng như sơn phết theo ý của mình. Chúng ta biết rằng loài người của chúng ta đã được Chúa Ngài ban phước cho chúng ta có thẩm quyền thuộc linh để chúng ta có thể làm theo những công việc mà Chúa Ngài đã dạy. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài muốn chúng ta thực thi chân lý của Chúa trên những hoàn cảnh ở trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta thấy nó không đúng theo những nguyên tắc mà Chúa Ngài đã định theo như lời của Chúa, chúng ta có thể đến và chúng ta thực thi chân lý của Chúa. Chúng ta có uy quyền thuộc linh, cho nên chúng tôi ước ao và cầu nguyện anh chị em sẽ sử dụng đến mức tối đa để làm thành mục đích mà Chúa Ngài đã định khi Ngài ban cho chúng ta thẩm quyền thuộc linh này. Tóm lại, hành động ở trong uy quyền là thực thi lẽ thật, là chân lý của Chúa. Chúng ta biết rằng mọi loài đang ở dưới sự rủa xả. Vì Adam phạm tội, tội lỗi của họ ảnh hưởng ở trên mọi sự. Roma chương 8 câu 22 lời của Chúa nói: vì chúng ta biết rằng muôn vật đều đang than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay. Chúng ta thấy vì con gái của Chúa không nắm bắt thẩm quyền và không đứng lên để thực thi chân lý trong thẩm quyền Chúa Ngài ban cho, mà chúng ta thấy những điều nghịch lại với lời của Chúa đang diễn ra xung quanh chúng ta, khiến cho muôn vật đang rên xiết, đang thở than. Xin Chúa cho để có nhiều con cái của Chúa trỗi dậy trong chân lý của Chúa, biết thẩm quyền Chúa Ngài ban cho, mà chúng ta sẽ là những người thực thi những công tác mà Chúa Ngài giao cho. Bởi vì Chúa Giêsu Ngài dạy chúng ta hãy cầu nguyện để ý của Chúa trên trời sẽ được thể hiện ở trên đất này giống như vậy. Ở trong Ma-thi-ơ chương 6 câu số 10: nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như ở trời. Chúa dạy chúng ta cầu nguyện điều đó để chúng ta được nhắc nhở một điều là công thánh ý trọn vẹn của Đức Chúa Cha ở trên trời. Và chúng ta là những người có thể cầu nguyện và đem thánh ý nó để áp dụng ở trên đất này. Nguyện xin nước của Chúa được đến, ý của Ngài được nên ở đất như ở trời. Nói cách khác, những gì đã được định ở trên thiên đàng, nơi mà ý của Đức Chúa Trời luôn được nên, cần được thực thi ở trên đất này. Và chúng ta là những người thực thi. Nhân dân Israel đã được ban đất hứa, nhưng họ phải vào, phải chiếm lấy xứ. Chúng ta cũng phải chiến đấu để chiếm lấy địa phận mà Chúa Ngài giao cho chúng ta. Satan tìm đủ mọi cách để chống trả. Nó không đầu hàng một cách dễ dàng đó anh chị em. Nhưng mà nó phải buông tay khỏi khi chúng ta sử dụng quyền hạn Chúa giao cho chúng ta và khi chúng ta thực thi chân lý của Chúa. Như vậy làm sao chúng ta có thể thực thi ý của Chúa, chân lý của Ngài? Chúng ta nhớ điều mà thầy đội đã thưa với Đức Chúa Sư khi ông xin Chúa chữa lành cho đệ tớ của mình: xin Chúa chỉ phán một lời. Vì ông biết Đức Chúa Sư có uy quyền để phán một lời chữa lành thì sự chữa lành sẽ diễn ra. Anh chị em, điều này dẫn chúng ta đến cao điểm của chủ đề khai phóng quyền năng. Chúng ta phải biết Chúa đã cho chúng ta thẩm quyền trên những thứ gì. Và khi chúng ta thực thi chân lý, chúng ta công bố lời của Chúa, ý của Ngài ở trên những hoàn cảnh, ở trên những điều mà Chúa, lời của Ngài cho chúng ta biết rằng chúng ta có thẩm quyền ở trên những điều đó, thì chúng ta có quyền để chúng ta ra lệnh. Nên khi chúng ta phục vụ, khai phóng quyền năng của Chúa trong việc ra lệnh,
không phải là một cái ý tưởng kiêu ngạo là của cá nhân của chúng ta, nhưng mà đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời. Thăm Chúa. Luca chương 10 câu số 19 cho chúng ta thấy Chúa Ngài đã ban cho chúng ta thẩm quyền ở trên những thứ này. Này, ta đã ban quyền cho các ngươi giải đạp rắn, bọ cạp và mọi quyền của kẻ nghịch ở dưới chân, không chỉ làm hại các ngươi. Cảm ơn Chúa. Đó là điều Chúa Ngài đã nói với không phải các sứ đồ, mà nói với 70 môn đồ khi Chúa Ngài sai phái họ đi từ thành này đến thành khác, để đến những nơi mà Chúa Ngài sẽ đến, để họ dọn đường cho Chúa. Chúa Ngài cho họ thẩm quyền cho những thứ này. Này, ta đã ban quyền cho các ngươi giải đạp rắn, tức là nắm con ma quỷ, bỏ cạp, và mỗi quyền của kẻ nghịch ở dưới chân, không gì làm hại các ngươi được. Như vậy chúng ta thấy lời của Chúa là lời tối hậu ở trong linh giới, giống như tối cao pháp biện có cái lời tối hậu trên hiến pháp của Hoa Kỳ. Đây là điều mà chúng ta cần được nhắc nhở. Có những cái tòa án thuộc về thành phố cũng như tiểu bang, họ có thể có những cái quyết định, nhưng mà cho tới khi tối cao pháp viện thì việc ban lệnh nằm ở trong tay của tối cao pháp viện. Thì cũng vậy anh chị em, lời của Chúa là lời của tối cao pháp viện, mà Chúa Ngài đã ký thành luật. Và khi chúng ta thực thi chân lý lời của Đức Chúa Trời, thì chúng ta biết rằng thiên đàng sẽ yểm trợ, sẽ hậu thuẫn chúng ta, và chúng ta sẽ thấy lời của Chúa luôn luôn đúng và xảy ra theo như lời của Chúa Ngài đã hứa. Cảm ơn Chúa. Điều này không thể diễn ra cho đến khi chúng ta tin chắc lời của Đức Chúa Trời, không phải chỉ nói như là trả bài, nhưng mà chúng ta nói với sự tin quyết và thẩm quyền mà Chúa Ngài đã ban cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta sẽ thấy được công việc. Một ví dụ để chúng ta có thể thấy được. Gia đình. Có người nào vào nhà của chúng ta khi chúng ta đi vắng, rồi họ thay ổ khóa, họ chiếm chỗ của chúng ta ở. Nhưng khi chúng ta về đến nhà, thì chúng ta không vào được nhà của mình, là nơi mà mình làm chủ. Nhưng mà khi chúng ta biết một cách rõ ràng đó là mình có chủ quyền, thì tôi tin chắc rằng bạn sẽ tranh đấu bằng mọi giá, gọi cảnh sát, luật sư, lấy sổ chủ quyền để chứng minh đây là nhà của mình, để mình có thể đuổi cái người đã đến chiếm nhà của mình, để mình lại được vào trong nhà của mình mình thật. Không ai nói rằng ôi thôi họ chiếm rồi thôi mình ra đường mình ở. Nguyên tắc thuộc linh cũng rất là quan trọng như vậy. Chúa Ngài đã định và theo luật của Ngài có những điều phước hạnh mà chúng ta có thể nếm trải được trong đời sống của chúng ta có thể kinh nghiệm, thì chúng ta nắm bắt lấy lời của Chúa như là luật pháp của Chúa một cách chắc chắn. Những gì không đúng thì chúng ta đòi cho bằng được. Luật pháp của Chúa được thực hiện, chân lý của Chúa được thể hiện. Đó là công việc của người thực thi chân lý là như vậy. Chân lý nào cần phải được thực thi trong đời sống của chúng ta? Có kẻ bất hợp pháp nào đang xâm nhập điều mà Đức Chúa Trời bảo rằng nó thuộc về chúng ta không? Nếu có, bây giờ chúng ta làm gì? Nhiều con cái của Chúa đi mắng nhốn Chúa về những việc mà Satan đã tấn công, đã gây khó khăn trên đời sống của mình. Trong khi đó thì Chúa thì đang chờ đợi chúng ta bước lên trong vị trí của những người mà Chúa Ngài hứa đã ban chúng ta thẩm quyền ở trong Luca chương 10 rồi. Thực thi chân lý của Chúa, truyền lệnh, cột trói, ném nó ra khỏi, và chúng ta lấy lại những gì nó đã cướp giật của chúng ta: sức khỏe, tài chính, hạnh phúc, gia đình, con cái của chúng ta. Thực thi chân lý để lời của Chúa sẽ thành sự thật, để nước của Chúa được đến và ý của Ngài được nên trên đời sống của chúng ta là như vậy. Bạn có uy quyền để thực thi, hãy nói một lời đối với điều thuộc về bạn. Chúng ta có thể thực thi chánh nghĩa của Đức Chúa Jesus Christ cho thế hệ của chúng ta như thế nào? Chúng ta khi hiểu biết uy quyền thuộc linh của mình, chúng ta sẽ làm rộng lớn.
Công vụ chương 10 câu số 38 rồi chúng ta kết thúc. Thế nào? Đức Chúa Trời đã sức cho Đức Giê-xu Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép. Rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Đức Chúa Giê-xu đã đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp. Cho nên hãy thực thi công tác mà Chúa Ngài giao cho chúng ta, đã ban cho chúng ta thẩm quyền để chúng ta thực hiện, chứ không sai chúng ta đi tay không. Như Chúa Giê-xu sau khi phục sinh gặp các môn đồ của Ngài, Ngài nói rằng bình an cho các ngươi, như Cha đã sai phái ta như thế nào ta cũng sai phái các ngươi như vậy. Để rồi chúng ta có thể ra đi khai phóng quyền năng của Chúa và giúp đỡ những người lân cận chúng ta ở trong ơn của Chúa. Không biết điều này có giúp đỡ ai hay không, tôi thì được phước lắm khi nhận được lễ thập này. Và tôi xin cầu nguyện cho anh chị em, Chúa cho anh chị em nắm bắt được. Và chúng ta phải đứng dậy anh chị em, phải đứng lên trong thẩm quyền mà Chúa Ngài ban cho để chúng ta thực thi chân lý của Chúa, để chúng ta truyền lệnh cho những gì không đúng theo như lời của Chúa phải vâng phục. Và chúng ta nhân danh Đức Giê-xu và chúng ta truyền lệnh cho những gì phải vâng phục danh Đức Giê-xu phải vâng phục. Và chúng ta sẽ thấy những người bên cạnh của chúng ta được sự giúp đỡ, chúng ta sẽ được sống tự do ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Xin chúng ta cùng đến với Chúa ở trong sự cầu nguyện. Tôi muốn cầu nguyện cho anh chị em ở trong thời gian này. Cho nên hãy mở lòng ra và đón nhận. Cha kính yêu, chúng con tạ ơn Chúa vì thẩm quyền mà Ngài ban cho chúng con. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã cho phép để mà chưa được ghi lại cho chúng con về đức tin của thầy đồ và sự lấy lòng là của Đức Giê-xu để khích lệ chúng con tấn tới trong ơn của Chúa, để chúng con cũng sẽ làm cho lòng của Chúa vui khi chúng con có thứ đức tin này, đức tin rằng Chúa Ngài có quyền trên tất cả mọi sự, trên sự chết, trên ma quỷ, trên thiên nhiên, trên bệnh tật, trên mọi quyền ở trên đất này. Thì khi chúng con cầu nguyện, chúng con không nghi ngờ. Và lại Chúa cũng xin giúp đỡ để chúng con biết Chúa Ngài đã ban chúng con thẩm quyền, để chúng con có thể đứng lên và thực thi chân lý, bắt hoàn cảnh phải làm đúng theo, diễn ra đúng theo như lời của Chúa Ngài đã định. Xin sức giàu trên các anh chị em chúng con trong thời gian này một cách tươi mới, để chúng con biết thẩm quyền của mình, biết lời của Chúa, biết những nguyên tắc, biết những luật thuộc linh mà Chúa Ngài đã định, để chúng con sẽ thực thi chân lý của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài vì các anh chị em chúng con sẽ trỗi dậy nói vào trong hoàn cảnh, nói vào trong hôn nhân của mình, và với tiếng phán của lời của Ngài và thẩm quyền tối hậu, chúng con sẽ truyền định cho gia đình của chúng con, tình trạng của gia đình của chúng con, hạnh phúc của chúng con, tất cả được xứng hiệp theo như lời của Chúa Ngài đấy. Tại các anh chị em là những người được Chúa yêu, hãy được phước của Chúa và là nguồn phước cho mọi người. Cảm ơn Chúa, lại khen Ngài. Mình xin Chúa đi cùng với chúng con, dẫn dắt chúng con và dạy cho chúng con chủ nhật. Đức Thánh Linh ơi, đứng ở với, ở trong chúng con và đã giáng trên chúng con, xin ban cho chúng con sự khôn ngoan dẫn dắt từ nơi Chúa, để chúng con có thể thực thi chân lý của Chúa bằng thẩm quyền, với thẩm quyền của Chúa Ngài ban cho. Để chúng con sẽ thấy kết quả một cách lớn lao. Vì Chúa Giê-xu đi từ nơi nọ đến chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bằng bị ma quỷ ức hiếp. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa, chúng con tạ ơn Chúa và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Mình xin ban phước trên anh chị em. Anh chị em sẽ là những người nhận biết Chúa cho chúng ta có thẩm quyền. Chúng ta sử dụng thẩm quyền đó để chúng ta giúp đỡ cho những người lân cận chúng ta
khi chúng ta khai phóng quyền năng của Chúa và thực thi chân lý của Chúa. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài cứ tiếp tục gìn giữ anh chị em và dẫn đưa anh chị em. Anh chị em luôn được tươi mới, như vườn năng tưới, như suối nước trong ngày khô. Chúa Ngài ban ơn sự bình an Shalom của Chúa ở cùng với anh chị em, những người thân thương của anh chị em. Và quý của Đức Giê-xu bao phủ, gìn giữ, bảo vệ anh chị em trong cánh bóng toàn năng của Ngài. Chúc bình an Shalom.